Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của mình. Tiếp tục series review mô hình nhân vật. Hôm nay của chúng ta là Deathstroke. Deathstroke là nhân vật đối đầu với Batman. Đây, trong hợp ghi rõ ràng là Batman Arkham Origin Play Arcade Deathstroke nha. Ok, đây là mặt trước của cái hộp, hình rất là ngầu luôn, đúng ngầu luôn. Mặt bên hông vẫn là logo Batman Arkham Origin và Red Arkham. Bên đây cũng tương tự, mặt trên cũng tương tự, mặt dưới là vẫn là nơi sản xuất, nơi có thể mua. Rồi bây giờ mình mở thử. Ấy, quên còn mặt sau nữa chứ. Đây, mặt sau là một số cái hình của nhân vật Deathstroke, thủ thế các kiểu. Ồ, nhìn khá đẹp. Ở dưới có hình Batman nè. Rồi các thông tin về bản quyền, quy định độ tuổi. Ok, này nọ. Rồi, mình mở hộp đây. À quên, cái hộp này nó có thể tháo không? Mặt kia mình coi cho dựng giật được, mấy lần trước mình không để ý. Đây đó, coi trước dựng giật ha. Rồi tháo luôn. Đây cái vỉ mô hình chính. Phía trong cái hộp nó có cái chân đế như như mọi khi có lạc khai nha, chân đế nhựa nè. Ở trong nó có hướng dẫn nè. Rồi các bạn có thể mua về tham khảo hướng dẫn ráp cái chân nhựa ha. Cái này thì mình có nói trong clip về con khoe rồi nên mình bỏ qua nha. Rồi ok, để mình chỉnh cái cam nó xuống chút. Rồi để mình tháo cái vỉ ra. Trong vỉ của chúng ta gồm có một con phích chính, năm bàn tay, một khẩu súng lục, một cây kiếm, một khẩu súng trường, giống như cây M8 gì, M8 gì là cái súng có mặt trong Crossfire á. Một cây gậy giống như gậy từ thiên vậy đó. Rồi ok, bây giờ mình bước qua cái khâu quay chi tiết nha. Rồi, chúng ta bước vào quay chi tiết em Deathstroke. Đầu tiên là mình quay cái bàn tay đi. Ok, đây là một bàn tay đây coi coi. Rồi, một bàn tay để bình thường. Rồi, một bàn tay nắm đấm. Rồi một bàn tay cầm đồ nè, nó có cái lỗ là để rút đồ, đồ nghề vô nè, thấy không? Như cầm cây, cầm kiếm, như cầm súng gì đó. Cũng là một cái bàn tay cầm đồ luôn. Hay một cái bàn tay nắm đấm nữa. Một khẩu súng lục. Có sim miếng bạc đây đẹp ha. Một khẩu súng trường giống như cái súng cá mập ở trong Redfire. Rồi một cái kiếm, đây chuôi kiếm này. Rồi một cây gậy.
thứ em thứ 9 nè. Vấn đề đầu tiên mới là phần đầu ha. Phần đầu phía chính là bên hông, nó giống như là phía sau nè, nó đội nón mặt cái giáp phía trước. Bên đây là bịt mắt nha, nó bị chắc, nó bị mù con mắt. Mình nhớ là trong nhân vật nó bụi mù con mắt. Bên đây có một con mắt là đang nhìn là nó rất là giận dữ. Con này chắc phải ác nên nó hơi bị ngầu. Rồi bên hông cũng vậy ha, có phần giáp viền giáp chỗ này, đây là cái đầu của nó. Trên đầu nó thì phía sau nó có một cái đuôi như là cái băng cột lên vậy đó. Ở đây nó có khớp nha, đây mình quay kỹ coi đó, có khớp rồi để bên mới xuống được. Đó, mình coi thử coi, còn hơi cứng đó, đây là mới xuống được. Giống như kiểu tóc cái băng đầu nó bay bay vậy đó. Rồi tới phần người, người nó khá là hầm hố luôn, kiểu khác mấy cái bao đựng đồ nghề, súng ống đạn dược gì đó. Bên hông có nguyên cái băng đạn sọc kinh nữa bé. Trên tay không biết là cái móc gì, không biết nó có tác dụng gì không đó. Sau lưng là có một cái bảo kiếm, bự chà bá luôn. Lấy coi đó, bảo kiếm, thử đục cái kiếm như này đó, phê luôn. Có lựu đạn nè, ghê không, con cái lựu đạn này nè, hai trái luôn, hai cái lựu đạn đó. Bên tay của nó thì có hai cái bên giáp, cái gian ra đuôi bánh ra bánh vô, bánh ra bánh vô thấy không, coi lên coi xuống đó. Cái bàn tay hở hở mà có móc là chắc cầm súng nè, để thử coi. Đó, tay cầm súng nha, thấy thấy được tay hay coi lên coi xuống được thấy không. Nên đây em dậy coi lên coi xuống, chắc tay này cũng cầm súng này sao nè, súng lục hay gì nè. Rồi bên hông thì cũng là những cái bao đồ nghề khá ghê, thích chiếc hai cái đồ đạn nè. Mà xuống phần chân nha, phần chân thì có một cái túi đồ nghề, bên đây có một cái bao đựng súng nè, đây súng lục vô đây vô được không đấy. Đó, quá phơi. Chân thì có thể dạng ra, cùng nhé, hơi cứng. Để vô. Nhưng mà con này nó không giải hết được nha, nó dướng cái ba cái đồ nghề, túi đồ nghề nè. Không thì ra tới đây thôi là hết cỡ rồi. Cái này cũng vậy, tới đây thôi, cứ đưa tới đây là hết cỡ rồi. Con này tới bên đây thì thấp hơn, nó dướng cái túi này nó tới đây thôi. Rồi chân người co lại, co lại, ok. Cái sau lưng cái hông nó có gì không, bình thường nó để túi dạng như túi có quần, quần kaki cái kiểu gì đó. Bên hông có những cái hoa văn, cái chi tiết nhìn khá là hầm hố. Đôi giày cũng đặc đẹp nè, dây ra đây đó, bên đây nhất được luôn nè, đủ thế. Đây cũng vậy luôn, đồ phê khá ngầu đó. Lấy về cũng để cũng làm chi tiết nữa, bootlet làm thì ok rồi. Thường thường thì mấy con bootlet về á, các bạn sẽ bị lỏng khớp á, các bạn lấy sơn tay mà sơn bóng á, sơn không có màu á, chơi mấy cái khớp để khô lại, khớp sẽ chắc. Nhưng con này mình fix lại là khớp nó chắc rồi. Rồi mình quay sơ sơ các bạn coi lại nó rồi mình bô hình nha. Đâu khoan để mình thử cầm cái kiếm coi, cái tay cầm kiếm cho các bạn coi thử. Đây, cái tay cầm kiếm đâu đây. Tháo ra,
Ok, giờ mình vô hình nha các bạn. Don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my pee, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna fight.